Theo tiến sĩ Cao Văn Chí, thì giai đoạn mang quả đến cận thu hoạch là lúc quả cam phát triển mạnh, khả năng tích lũy vận chuyển đường bột trong quả tăng và kích thích sự hình thành các sắc tố vỏ quả làm cho quả đẹp. Vì vậy, bà con cần chú ý đến một số biện pháp kỹ thuật sau: cắt tỉa, tạo tán, tưới và tiêu nước, làm cỏ, bón phân và quản lý một số sâu bệnh hại chính. Cái biện pháp đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đến ý, đó là cái biện pháp cắt tỉa tạo tán. Đối với biện pháp này ý, thì chủ yếu là chúng ta làm vào trong giai đoạn sau khi thu hoạch, là chúng ta cắt tỉa tạo tán chính là vào trong giai đoạn mùa đông. Khi mà đó thì chúng ta sẽ làm cho cây nó thông thoáng và để cho là cây nó phát triển năm sau. Nhưng trong giai đoạn này thì chúng ta cũng phải quan tâm đến vấn đề cắt tỉa tạo tán. Như đây trong cái cây này thì chúng ta phải cắt những cái cành, ví dụ như đây là những cái cành sâu bệnh hại nó đã bị hỏng là chúng ta phải cắt tỉa bỏ đi, hoặc là chúng ta có thể hạ những cái tán ở trên nọc, là những cái cành ở trên ngọn cao kia, hoàn toàn cho chúng ta cắt bỏ nó đi để cho nó tập trung dinh dưỡng vào gì, nuôi quả. Đấy, ví dụ như cành này là chúng ta phải cắt thật sâu vào đến cái cành, bỏ hẳn cái cành sâu bệnh hại đi, hay là những cái cành nọc ở trên, ví dụ như nọc này là hoàn toàn chúng ta có thể bỏ để cho gì, để cho nó tập trung dinh dưỡng vào quả trong giai đoạn này. Sau đó khi mà qua cái đợt nọc này rồi thì chúng ta mới để ở cái đợt nọc thu. Công việc cắt tỉa này phải được tiến hành thường xuyên hàng tháng, hàng quý nhằm tạo cho cây có sức bật mầm mới, thông thoáng và hạn chế sâu bệnh gây hại. Khi cắt tỉa cành, bà con lưu ý phải tiến hành vào những ngày tạnh ráo, không được cắt vào những ngày trời mưa. Bởi cắt vào trời mưa thì cây dễ lây lan bệnh từ cây này sang cây khác qua vết cắt. Và làm sao chúng ta phải đặt cái vết cắt này, để làm sao cái vết cắt này của chúng ta nó phải nhẵn như này. Và không may chúng ta cắt dập rồi thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cắt vào để làm sao nó bằng đi. Và sau đó xử lý bằng cách là chúng ta dùng cái nước vôi trong ấy để chúng ta bôi vào những cái vết cắt đấy, để làm sao các bào tử nấm và côn trùng, các bào tử nấm không bị xâm nhiễm vào, và đặc biệt là con xén tóc nó sẽ không đẻ trứng vào cái kẽ biểu bì đấy được. Cây cần nước ở giai đoạn mùa khô trong những ngày nắng nóng, ít mưa. Lúc này, bà con cần phải tưới cho cây. Đối với cây ăn quả có múi là cây rất cần nước, nhưng lại là cây rất sợ nước. Nó cần nước trong giai đoạn nào? Cần nước trong giai đoạn mùa khô. Ví dụ như trong những giai đoạn mà những ngày nắng nóng mà không gì, ít mưa, vào cái thời điểm mà ít mưa thì chúng ta phải tưới bổ sung, để làm sao chúng ta phải tưới được mà khi mà cái độ ẩm, chúng ta kiểm tra cái độ ẩm này mà chúng ta ấn ngón tay được, ấn ngón tay xuống được nhá. Là một cái. Thứ hai, chúng ta sẽ bốc cái đất này lên và chúng ta kiểm tra, nếu như mà chúng ta nắm vào được như này nhưng mà nó lại không ra nước thì có nghĩa là cái độ ẩm của nó đã đảm bảo. Ví dụ như tại thời điểm này là độ ẩm rất đảm bảo cho cây ăn quả có múi. Đấy, nhưng mà chúng ta lại phải lưu ý trong giai đoạn mùa mưa, khi mà nó mưa dồn dập trong vòng vài ngày hoặc là cái vườn của chúng ta đọng nước thì chúng ta lại phải tìm cách chúng ta làm sao chúng ta khơi mương để thoát nước, không cho nước chúng ta đọng ở trong vườn chúng ta là quá từ 1 đến 2 ngày. Ví dụ như là sau 3 ngày lập tức là cái bộ rễ tơ của chúng ta nó sẽ bị hỏng. Bà con lưu ý, độ ẩm của đất thích hợp trong giai đoạn cây cam đang mang quả là 60 đến 70%.